cao dây còn lại, thì nó là một cái sợi dây thần kinh nó nhân nó từ thân não hoặc não đi ra khỏi chi phối cho những cái cơ quan nó vận động ha, vận động và cảm giác. Cái hình này thì hôm bữa học rồi thì mình chắc mình biết rồi phải không? Dạ. Rồi, số 1, số 2. Số 1 là khứu giác, số 2 là thị giác ha. Số 3, số 4 là thần kinh vận nhãn chung với thần kinh lồng lọc. Nó nằm ở trung não. Tụi em thấy cái chỉ của chị đúng không? Cái mũi tên đó, cái mũi tên đó. Thấy. À ok. Rồi cái này là dây số 1 ha. Này là khứu giác. Nó không phải là một cái dây, thực sự nó là một cái phần của như mô não gì đó. Nó thuộc của bán cầu đại não luôn. Thứ hai đó là dây số 2 ha, đây là nằm này. Rồi đến dây số 3, số 4 thì nằm ở trung não. Trung não là cái vùng này nè. Đây là cầu não. Thì phía trên nó nằm sâu bên trong não, được gọi là trung não. Rồi ở dưới cầu não thì nó sẽ chứa nhân số 5, số 6, số 7, số 8. Rồi dưới nữa là từ dây 9 đến dây 12 thì nằm ở hành não, nó nằm dọc ở đây ha. Thôi lát nữa mình sẽ đi từng dây, mình sẽ nói tiếp ha. Ừ, cái hình này nó giúp mình phân biệt được là cái dây nào, nhân nào, nó chủ yếu là nhân vận động như cảm giác, nhân giao cảm. Màu xanh nước biển này nè, màu xanh nước biển là nó cái chữ cảm giác, đây là nó chi phối cho cảm giác đó, là nó có là dây 5 là chủ yếu cảm giác. Còn cái màu vàng là vận động, thì cái hình này là mình biết được là cái nhân nào chi phối chính vận động hay cảm giác. Còn màu hồng nè, màu hồng này là của phó giao cảm. Còn cái nhân tiền đình nó tai á, tại vì nó là hai phần nhưng mà thực ra nó cũng không hẳn là vận động hay cảm giác, thì nó được tô một cái màu riêng biệt là màu xanh lá cây với màu tím này, và nó thể hiện cho cái tiền đình bắp tai á. Nhân số 3 thì nhân số 3 nó sẽ có hai nhân, một nhân bằng nhãn chung và nhân nhỏ trên là nhân Edinger-Westphal là nhân phó giao cảm. Lát nữa mình sẽ chi tiết hơn về nhân số 3 ha. Rồi đầu tiên là dây số 1. Dây số 1 gọi là dây thần kinh khứu giác. Thì nếu khi mình khám lâm sàng, trên lâm sàng thì mình phải có dụng cụ để khám. Mình phải dùng những chất bay hơi có mùi nhưng mà không được kích thích mạnh, như là những chất như là dầu, ammonia, hoặc là tuyệt đối không được dùng, bởi vì những chất này nó có thể gây ảnh hưởng đến dây tâm một và dây cảm giác. Nên là mình tuyệt đối không dùng, mình chỉ có thể dùng những chất tạo mùi như là cà phê, trên đánh răng, thuốc lá hoặc nước hoa. Nhưng mà lúc mà khám thì mình phải hỏi kỹ là bệnh nhân có bệnh về mũi không, có bị ngạt mũi hay bị cảm cúm hay không, là những cái mà ảnh hưởng đến khứu giác của bệnh nhân đó. Đặc biệt là những bệnh nhân viêm mũi dữ thì thường có những người như vậy là họ sẽ bị mắc mũi luôn, mắc mùi luôn. Mình phải khám lần lượt từng bên, nhớ là khám lần lượt từng bên nha, tại vì mỗi bên nó có dây, từng dây nó chi phối khác nhau. Nếu như mình khám bên nào bất thường mình sẽ xác định được bên đó nó bất thường luôn. Như số 1 thì thường trên lâm sàng thường bệnh nhân cũng biết triệu chứng lâm sàng khai với mình, nên thường dây số 1 cũng ít khi mà thực ra trên lâm sàng thì triệu chứng lâm sàng của bệnh nhân khai thì cũng ít khi mà người ta khai về vấn đề về bất thường về mùi hoặc là có bất triệu chứng gì đặc biệt mà gây ảnh hưởng đến dây 1 ha. Rồi mình sẽ quay nhanh cái dây này, đến tiếp tục là dây số 2 là được, danh từ của nó được gọi là dây thần kinh thị giác. Rồi chức năng của nó giúp để nhìn ha. Đây là cái đường thị giác, tóm tắt đường thị giác. Cái bên này là thị trường bên trái sẽ được tô vào bằng màu cam, còn thị trường bên phải được tô bằng màu xanh nước biển này. Thị trường bên trái thì nó sẽ tiếp nhận đi vào võng mạc, đi vào võng mạc bên này và võng mạc bốn bên ra. Thị trường bên trái sẽ đưa vào võng mạc bên phải, rồi sau đó nó dẫn truyền. Cả hai mắt này tiếp nhận nha, cả hai mắt này tiếp nhận thị trường bên trái và đi vào trong võng mạc. Sau đó thì nó sẽ được dây thần kinh thị giác tiếp nhận, bắt đầu là dây thần kinh thị giác. Nó sẽ tiếp nhận ở mỗi bên mắt đi vào mắt bên trái á, thì nó sẽ bắt chéo, nó mắt sẽ bắt chéo qua bên phải, còn mắt bên phải thì sẽ đi thẳng về hướng mình ạ, về lên não bên phải luôn. Thì cái số 1 gạch ngang này nè, cái dây mình in này được gọi là thần kinh thị giác. Còn khi mà nó bắt chéo giữa hai cái dây này thì được gọi là giao thoa thị giác á. Rồi khi nó đưa từ giao thoa thị, nó đưa thông tin đi về thể lỗ ngồi thì cái này được gọi là giải thị ha. Rồi tiếp nhận cái thể lỗ ngồi, nó tiếp nhận rồi nó chuyển ngược lên, nó đi qua những cái tia thị để nó chuyển ngược lên thùy chẩm cùng bên để tiếp nhận những cái thông tin thị giác
từ bên ngoài đi vào ha. Nhớ cái đường tổn thương này để mà mình lát nữa mình sẽ học về cái vấn đề là bán băng đồng danh như thế nào, thị trường như thế nào, thị trường mất khám thị trường như thế nào và mất chỗ nào, thì mình sẽ xác định được vị trí tổn thương nằm ở đường trên cái đường thị giác, nằm ở vị trí nào của trên đường thị giác ha. Nhớ là thị trường bên trái thì nó sẽ đưa cái thông tin lên trên cái thùy chẩm bên phải. Rồi về thằng khám thằng chia số 2 á, thì mình sẽ có 3 phần khám, đó là khám thị lực, là cái khả năng nhìn của bệnh nhân á, bệnh nhân nhìn sáng tối như thế nào. Thị trường là cái khả năng mà nhìn được đẹp rộng bao nhiêu, khám được cái trường. Và cái phần đặc biệt là trong mắt, với thằng khám số 2 là mình có cái phương pháp là soi đáy mắt. Đầu tiên về khám thị lực thì mình bác sĩ mắt thường họ sẽ khám bằng cái bảng Snell lên, là cái bảng mà mình mấy bạn đi cận thị mấy bạn đo tật khúc xạ đó. Và mình sẽ có những cái bảng rồi người ta sẽ hỏi mình là thấy được chữ nào, thấy số nào. Thì thường cái bảng này nó sẽ cách 5 mét, hay là những cái bảng nhỏ hơn thì sẽ dùng gần hơn, hoặc bảng cầm tay ấy, thì thường 35cm thôi. Cái này thì bên bác sĩ bên mắt thì thường người ta sẽ có. Còn nếu trên lâm sàng á, bác sĩ thần kinh thường người ta sẽ khám nhanh hơn bằng cách là chỉ là đánh giá sơ bộ bằng cách đếm ngón tay thôi. Mình có thể đưa giơ ngón tay lên cho bệnh nhân hỏi là mấy ngón, một ngón hay hai ngón, mình có thể khám được. Rồi mình sẽ ghi nhận là bệnh nhân đếm ngón tay được trong vòng bao nhiêu mét, mình ghi trong hồ sơ đó. Và đặc biệt là phải nhớ là khám từng mắt để mình so sánh cái thị lực của từng mắt, xem bên nào giảm hơn thì bên đó có bất thường. Hoặc là đếm bóng bằng tay. Nếu mà thị lực giảm á, mình khám một bên, mình nhớ mình khám từng mắt ha, mình che từng mắt mình khám, sau đó thì mình so sánh với bên nào giảm, thì một là bên đó tổn thương thần kinh thị giác, hoặc hai là bên đó có tật khúc xạ. Thì tật khúc xạ thì mình sẽ phân biệt bằng dùng kính lỗ, nếu mà dùng kính lỗ mà rõ hơn một tật khúc xạ. Hoặc là nếu mà tật khúc xạ thì cho bệnh nhân đi gương vào và bệnh nhân sẽ thấy bình thường. Rồi còn phải về làm khám thị trường, thì cái phần khám thị trường này sẽ mình sẽ có khám thị trường đối chứng hoặc là thị trường so sánh với cái người khác. Hai người sẽ ngồi đối diện nhau, sau đó nhìn đối diện nhau ha, cách nhau khoảng 50-60cm. Sau đó là mình đưa bàn tay giữa hai người, sau đó là mình khám bằng cách là mình che mắt bên trái của mình và nói bệnh nhân che mắt bên phải của bệnh nhân. Được. Hai người đối diện nhau mà, nên là mình sẽ che cái bên thị trường của mình là bên trái thì bệnh nhân là thị trường bên phải, mình che một mắt và mình khám từng thị trường. Yêu cầu thì cái này yêu cầu là bệnh nhân phải ngồi ngang với mình hoặc đứng ngang với mình và nhìn thẳng vào mắt mình. Hai con mắt không được di chuyển, nhìn thẳng vào mắt mình thôi. Sau đó thì mình di chuyển bằng tay của mình ở giữa cái đường trung tuyến giữa bệnh nhân và mình. Mình sẽ di chuyển, sau đó thì mình sẽ hỏi bệnh nhân là thấy. Mình sẽ khám lần lượt từng thị trường và mình hỏi bệnh nhân là có thấy tay mình cử động hay không. Hoặc là cho bệnh nhân đếm ngón cũng được, hỏi là mình giơ mấy ngón tay, hỏi là tay của mình giơ bao nhiêu, đếm người ta thấy người ta sẽ đếm thật chính xác. Đây, khi mà mình khám thì mình sẽ phát hiện được là bệnh nhân này có bán banh hai thái dương hay bán banh đồng danh, hay góc banh trên thái dưới. Còn bệnh nhân có thu hẹp thị trường hay không, thu hẹp trọng tâm hay thu hẹp hình ống, khám điểm có điểm mù sinh lý nào hay không, thì cái này thực ra quan trọng nhất là mình sẽ khám bán banh. Chứ còn những cái thu hẹp thị trường hay ám điểm thì nó rất là nhạy cảm, khám rất khó trên lâm sàng để xác định được cái ám điểm. Mình chỉ cần xác định được là bệnh nhân có bán banh hay là góc banh gì không, giảm cái thị trường đó. Thì cái bán banh đồng danh là sao? Đây là một cô hai cái thị trường của hai mắt, mà thị trường mắt phải, mắt trái và mắt phải. Thì nếu như mà tổn thương hoàn toàn dây thần kinh thị bên phải á, thì bệnh nhân sẽ hoàn toàn không tiếp nhận được ánh sáng bên mắt phải, nên là cái thị trường bên phải mình sẽ thấy, hoàn toàn thị trường bên mắt phải mình sẽ thấy là không thấy được gì hết. Màu đen, cái màu đen này thể hiện là không thấy gì hết ha. Còn cái màu xám này là vẫn thấy bình thường. Thì nếu như mà tổn thương ở vị trí số 1 là cách ngang hoàn toàn với dây thần kinh thị bên số 1 này nè, thì nó sẽ đưa ra cái hình ảnh số 1 phía trên này là mắt phải hoàn toàn không thấy gì hết. Rồi nếu như mà tổn thương số 2 là vị trí ở giao thoa thị, thì bệnh nhân sẽ cắt cái thông tin ở dưới này. Thì như vậy thì mình sẽ thấy lúc nãy mình là thấy là cái đường đi từ mắt này nó nhận tiếp nhận từ cái thông tin phía bên này đi qua, rồi nó đi qua hướng này, nó phát chiếu qua đây, bên này thì nó sẽ nhận thông tin bên này, nó đi qua bên này nó xuống dưới. Còn cái thông tin bên này sẽ nhận từ cái bên thị trường bên mắt bên phải này và đi vào đường trong. Thì khi mà mình cắt đứt hai cái này thì có phải là mình bắt hai cái thị trường hai bên không, thị trường thái dương hai bên. Đây là cái mắt trái ha, đây là mắt phải ha. Thị trường phía bên ngoài bên này được gọi là thị trường thái dương,
còn ở dưới này gọi là thị trường mũi ha, bên mắt bên này được gọi là thị trường thái dương. Thì nếu như mà mình tổn thương cái giao thoa thị này thì có phải là mình mất tiếp nhận từ thị trường của hai bên thái dương của hai mắt không? Thì như vậy thì nó sẽ đưa ra cái hình ảnh số 2 là thị trường của hai bên nó mất, đây được gọi là bán manh hai thái dương. Chị ơi, chị giảng lại cái số 2 lần nữa để chị nghe cho hiểu lắm. Quay được cái hình ảnh thì nó sẽ dễ hiểu hơn á. Mình sẽ quay ngược lại cái hình đầu tiên khi mà mình giới thiệu về dây số 2. Đây, cái hình này là hiệu nãy á. Số 2 là vị trí tổn thương ha. Thì nếu như mà mình mất cái dây số 2 đi thì chúng ta có cái đường 1K này nè, nó cũng không tiếp nhận được cái thị trường 1K này luôn, đúng không? Còn một, cái xanh lá này nó cũng bị đứt luôn, thì nó sẽ mất luôn cái thị trường phía bên này. Đó, đây là nó sẽ mất luôn cái thị trường hai bên. Nó chỉ còn cái phần giữa thôi, phần 1K phía giữa nó còn thuộc màu xanh phía giữa này thôi. Nó mất hẳn cái 1K hai bên này với màu xanh này. Nếu không, cái hình này thì dễ hiểu hơn ha. Nó sẽ ra được cái hình số 2 này, nó mất cái thị trường hai bên này. Mình sẽ chia ví dụ như con mắt này, con mắt bên này nè, nó thấy được cái thị trường 1K. Nó thấy thị trường này, đây là thị trường, đây nữa bên này được gọi là thị trường thái dương nè. Còn ở giữa này nè, được gọi là thị trường này, cũng vậy, cũng là thị trường nữa. Và nữa bên này được gọi là thị trường thái dương. Thì khi cái này nó tiếp nhận vào đây thì nó sẽ đưa thông tin lên. Rồi bên này nữa bên này nó cũng tiếp nhận đây, nó sẽ đưa thông tin lên. Khi mà tổn thương ngay đường chiếu này thì cả hai bên thị trường hai bên này nó sẽ tổn thương hết, nên bệnh nhân chỉ nhìn được cái vùng hẹp này thôi. Khi bệnh nhân dùng hai mắt nhìn thì chỉ nhìn được vùng hẹp này thôi, thì chứng tỏ là người ta là bị bán manh hai thái dương rồi ha. Rồi tiếp tục đến vị trí số 3 tổn thương, thì là cái này được gọi là gì, giải thị hay bó thị giác. Thì nếu như mà tổn thương ngay cắt đứt ở vùng này thì nó sẽ không có tiếp nhận được ánh sáng. Đây rồi này, mình sẽ nhìn vào hình này mình sẽ dễ thấy không? Nếu mà tổn thương cái này thì nguyên một cái vùng 1K này nó sẽ mất hết, đúng không? Bên cái này thì nó tiếp nhận cái 1K của bên này, nó tiếp nhận cái 1K của bên này, nên nguyên cái vùng này nó sẽ mất hết. Như vậy thì bệnh nhân sẽ không thấy họ còn 1K, mà trong mắt mình chỉ thấy được màu xanh thôi. Này, cái này là màu xanh, cái này còn như vậy thì bệnh nhân sẽ có hình ảnh là bán manh đồng nhân bên phải. Nguyên một cái vùng này nè, mình đang chỉ nhìn được nửa hai bên này thôi, được gọi là bán manh đồng danh bên phải, bán manh đồng danh bên trái. Rồi cũng giống như vậy, thì cái đường này nó chia, khi mà nó đến cái thể bóng ngòi thì nó phóng chiếu lên, nó xòe cái quạt ra giống như cái hình của quạt á, nó xòe phóng chiếu ra cái thùy chẩm. Thì nếu như mà tổn thương một cái vùng nhỏ của cái tia thị này thôi á, thì nó chỉ ảnh hưởng một phần của cái bán manh thôi, được gọi là góc manh. À, nếu mà tổn thương cái trên thì được gọi là góc manh phía trên. Còn nếu mà tổn thương phía dưới thì gọi là manh dưới ha. Chị nói là số 4 rồi chị. Số 4 thì số 3 cũng giống số 3 thôi, số 4 cũng giống số 3. Nhưng mà bởi vì là khi mà cái nạc đường này nó được chụm lại để nó thành một cái bó nó rất là nhỏ, muốn được cái bó. Nhưng mà đến thì có ngòi, thì sau khi cái bó nó đến của ngòi thì nó được phóng chiếu, nó xòe ra thành cái quạt. Khi mà nó xòe ra thành cái quạt á, thì thường tổn thương á, nó sẽ không tổn thương hết cái quạt đó, mà nó tổn thương chỉ một phần của cái quạt đó thôi. Nó xòe rộng ra thì nó chỉ tổn thương một phần thôi, một cái nhỏ tia thị này thôi, chứ nó không tổn thương cắt ngang hết. Nó chỉ tổn thương một phần nhỏ của cái tia thị này thôi, chứ nó không tổn thương hết. Thì nếu như mà tổn thương nhỏ một phần tia thị này, nó sẽ gây ra tình trạng góc manh phía trên. Đó. Còn nếu như mà trong trường hợp mà nó tổn thương hết luôn cái số này, nhưng mà nó tổn thương hết luôn, thì cái triệu chứng nó lại giống số 3 rồi, thì mình không phân biệt được. Nếu như mà một cái tổn thương là nó cắt hết luôn cái tia thị luôn, đi hết nó vì nhồi máu não này, nó nhồi máu não hết luôn cái thủy chẩm, hoặc là nó tắt hết luôn cái vùng này, thì bệnh nhân tổn thương triệu chứng cũng giống như số 3 vậy. Thì mình không phân biệt được trên lâm sàng, có thể lúc đó mình phải dùng hình học hoặc là kèm những triệu chứng khác như yếu liệt gì đó, nên mình sẽ suy được tổn thương nào ở đâu. Nếu như đa số thì cái tia thị rất là rộng, nó xòe quạt ra mà, nên tổn thương thường nó chỉ một phần thôi. Thì bệnh nhân có thể nếu như nằm ở dưới, tổn thương nằm phía dưới này thì được gọi là góc manh dưới, còn trên phía trên thì thôi. Còn nếu như tổn thương nguyên cái thùy chẩm bên này luôn, cái thùy chẩm là nơi tiếp nhận ánh sáng, cái vỏ não mà tiếp nhận ánh sáng, thì nếu như mà tổn thương nhồi máu não do tắc mạch máu não và mạch não sâu đi, thì nó sẽ nguyên nhồi máu rộng, diện rộng của cái vùng thùy chẩm này luôn, thì thường nó sẽ gây ra bán manh đồng danh, nhưng mà nó chừa được cái lỗ nhỏ này. Thực ra cái lỗ nhỏ chỉ có những bệnh bác sĩ mắt thì người ta sẽ có cái máy đo thị trường luôn thì chính xác hơn. Còn thực sự nếu trên lâm sàng thì mình không thể nào đánh giá được là bệnh nhân có chừa cái lỗ này hay không. Như vậy thì nếu như mà tổn thương
ở bất kỳ đường nào trên cái dây thần kinh thị giác này, đường dẫn truyền thị giác này, nó cũng gây ra một cái tình trạng là giảm thị lực hoặc là giảm thị trường. Và tùy cái vị trí tổn thương nó sẽ gây ra những cái đặc trưng tổn thương thị trường khác nhau. Bán manh đồng danh là sao? Là cùng bên á, cùng bên phải hay cùng bên trái đó được gọi là đồng danh. Còn cái này là bán manh hai thái dương, số 2 được gọi là bán manh hai thái dương này, là mỗi nó ngược bên nhưng mà nó cùng bên thái dương. Khi mắt cái tổn thương màu đen này là thái dương của mắt trái, còn tổn thương màu đen phải là thái dương của mắt phải nên gọi là bán manh thái dương. Còn nếu như mà bán manh đồng danh là nó cùng bên phải hoặc cùng bên trái được gọi là đồng danh đó. Rồi tiếp theo đó là hồi nãy mình khám thị lực, khám thị trường, bây giờ là soi mắt. Bởi vì soi đáy mắt thì mình sẽ có một cái đèn soi đáy mắt để mình soi vô trong mắt bệnh nhân để nhìn vô trong cái võng mạc, mình sẽ thấy được cái giai thị nó có phù hay không, hay nó có teo hay không. Nếu nó phù thì trong áp lực nội sọ nè, bởi vì cái khoang dưới nhện đó nó bao luôn cái dây số 2, nên nếu cái dây số 2 luôn, nên nếu như mà cái có tăng áp lực nội sọ thì cái chứng tỏ là trong cái khoang cái dịch dưới nhện nó tăng áp lực lên thì nó sẽ đẩy cái lớp ngoài của cái gai thị nó sẽ phồng ra, nó gây ra phù gai thị. Mình soi đáy mắt mình thấy được cái phù gai thị đó, mình có thể đánh giá cái tăng áp lực nội sọ thông qua là soi đáy mắt để thấy được phù gai thị hay không. Hoặc teo gai thị là dành cho những cái tổn thương thần kinh thị giác mà mãn tính rồi, nó cũ rồi, nó teo luôn rồi à. Hoặc là trong những cái bệnh lý mà mạch máu như là tăng huyết áp, đái tháo đường đó, thì nó cũng có thay đổi mạch máu ở trong cái võng mạc đó. Mình cũng xác định, mình cũng đánh giá được cái mức độ biến chứng của cái cao huyết áp và tiểu đường trên cái những mạch máu nhỏ. Rồi cái tiếp theo đó là dây số dây đồng tử. Khám đồng tử thì nó sẽ có đảm nhiệm của dây phản dây số 2 và dây số 3, chứ không phải mỗi dây số 2 không. Lúc nãy mình khám riêng dây số 2 là có thị lực, thị trường, soi đáy mắt. Bây giờ mình khám đồng tử là nó sẽ có sự phối hợp giữa dây 2 và dây 3 lận. Rồi dây 2 là nó chịu trách nhiệm là nó tiếp nhận ánh sáng, nó đi vào. Và dây 3 là cái một cái đường đi ra để nó đáp ứng cái kích thước của đồng tử, to nhỏ hay giãn ra. Rồi hình dạng và kích thước của đồng tử bình thường á là nó ở nằm trong khoảng từ khoảng là 3 mm. Nếu như mà nó nhỏ hơn 2 mm được gọi là đồng tử co nhỏ, hoặc là lớn hơn 5 mm được gọi là giãn đồng tử. Mình nhớ con số này ha. Rồi phản xạ ánh sáng thì là một cái phản xạ nào đó ở trong não, thì thường nó sẽ có đường đi vào hướng tâm và đường đi ra là ly tâm. Thì nếu như mà phản xạ ánh sáng hay cũng gọi là phản xạ đồng tử thì nó sẽ có đường hướng tâm là dây số 2 là tiếp nhận ánh sáng, và đường ly tâm là làm cho đồng tử co nhỏ hoặc là giãn ra là do dây số 3 chịu trách nhiệm con đường ly tâm này. Nếu như mình chiếu một cái đèn chiếu ánh sáng vào mắt bên trái, nhớ chiếu ánh sáng vào mắt bên trái, thì bình thường mình chiếu ánh sáng vào thì đồng tử của mình sẽ là như thế nào? Co lại. Co nhỏ lại hay là giãn ra hay là không phản ứng gì hết? Dạ là co nhỏ lại. Co nhỏ lại. Bây giờ nếu như mình chiếu đúng một mắt thì cả hai mắt đều co hay là chỉ có một mắt co thôi? Dạ cả hai mắt đều co. À đúng rồi, cả hai mắt. Nếu như mà mình trái co được gọi là phản xạ trực tiếp, là chiếu vào nó co lại là phản xạ trực tiếp. Nhưng nếu như mình, nhưng mà lúc đó cùng lúc đó nó có mắt phải nó đều co nữa thì được gọi là phản xạ đồng cảm, đáp ứng đồng cảm của cái mắt phải. Đồng cảm là sao? Khi mình mắt trái nó co thì mắt phải cũng co, được gọi là đồng cảm đó. Chứ không có buộc phải chiếu cả hai mắt, mình chỉ cần chiếu một mắt là cả hai mắt là đáp ứng. Cái con mắt mà được chiếu thì gọi là đáp ứng trực tiếp, và con mắt bên kia nó vẫn co lại được đáp ứng đồng cảm. Tại sao là như vậy? Tại sao là có phản ứng đồng cảm, có đáp ứng đồng cảm? Người ta giải thích là khi mà dây hai một bên nó tiếp nhận ánh sáng vào thì nó sẽ đi vào cái trung não, rồi nó cho thông tin đi ra hai cả hai cái nhân của dây số 3. Nó đưa thông tin đi vào ra cả hai nhân dây số 3 ở trung não đó. Rồi từ nhân của hai số 3 đó nó đi theo con đường dây 3 nó ra ngoài để co đồng tử lại. Thì như vậy thì nó sẽ gây ra cái phản co mắt của cả hai mắt luôn. Còn nếu như mà sang thương một bên á, ví dụ như sang thương mắt thần kinh thị giác bên trái, hoặc nếu như mình tổn thương mà dây thần kinh thị giác của bên thị giác là dây số 2 của bên trái đi, thì nếu như vậy khi mình chiếu ánh sáng vào mắt bên trái thì mình có phản xạ co đồng tử không? Khi mình chiếu ánh sáng vào mắt bên trái là cái mắt mà dây thần kinh thị giác nó bị tổn thương hoàn toàn, nó cắt đứt hoàn toàn đó, thì khi mình chiếu vào trong nó thì nó có gây ra phản xạ đồng tử không? Co đồng tử lại được không? Dạ không. Nó không gây ra phản xạ co đồng tử, bởi vì là khi mà dây hai bên đó nó tổn thương rồi thì dù em có chiếu ánh sáng vào
thì nó đâu có tiếp nhận được đâu. Thì như vậy thì nó không có tiếp nhận được thì nó đâu có cho được cái dây đáp ứng là dây 3, hai bên nó đáp ứng đâu. Còn nếu như em dây số 2 đó nó bị tổn thương, mình chiếu ánh sáng vào mắt bên phải là cái mắt bình thường, còn cái mắt trái là nó bị tổn thương bên trái. Mình chiếu ánh sáng vào mắt bên phải thì phản xạ đồng tử lúc đó có không? Để có. À lúc đó là có, bởi vì là cái tiếp nhận của dây số 2 bên phải nó có, nên khi mình nó bình thường, còn bên trái thì nó hư thì mình nó nói thôi ha, bên trái là cái dây số 2 nó hư rồi, cái đường hướng tâm nó mất rồi. Nhưng mà mình chiếu vào bên phải thì đường hướng tâm nó bình thường, khi mình chiếu ánh sáng vào bên đó thì nó vẫn cho đáp ứng co đồng tử của hai cả hai bên mắt luôn, tại vì dây số 3 hai bên lúc đó nó vẫn bình thường. Nên nếu như mình chiếu đèn vào bên mắt bên phải là cái mắt bình thường đó, thì nó sẽ đưa thông tin đi vào trong thân não và đưa vào hai nhân của dây số 3 hai bên, sau đó dây 2, 3 hai bên nó sẽ đưa thông tin ra cái co đồng tử lại. Thì chứng tỏ là dù cái mắt bên phải dây số 2 nó bị tổn thương đi chăng nữa thì hai mắt vẫn có thể co lại được ha. Rồi tụi em đã nghe được cái hội chứng học nơ chưa? Rồi mình nói chi tiết về cái vấn đề co đồng tử đó. Cái co đồng tử một cái là do cơ vòng mi, cơ vòng gì mà nó co, cái co đồng tử lại đó. Cái đồng tử mình nó sẽ có hai cơ, là một là giãn đồng tử ra và cái cơ là co đồng tử lại. Thì cái cơ co đồng tử là chức năng của cái phó giao cảm, là phó giao cảm là thuộc dây 3. Hồi nãy mình có một cái nhân Edinger Westphal đó là của phó giao cảm, là nó cũng thuộc vào dây 3. Như vậy thì nó có chức năng là làm co đồng tử lại. Còn con đường giao cảm thì nó có chức năng là giãn đồng tử ra. Thì con đường giao cảm cái nhân nó nằm ở cao hơn, nó trung tâm giao cảm nó nằm ở cao hơn. Nhưng mà cái đường đi thì nó cũng là cùng bên với bên của cái đồng tử nó giãn ra. Nên nếu như cái tổn thương của nó nằm một bên thì nó sẽ làm cho đồng tử tổn thương giao cảm một bên đó, thì nó sẽ làm cho bên tổn thương đó nằm cái mắt bên đó nó sẽ bị co nhỏ lại, tại vì nó mất cái chức năng giãn ra thì nó sẽ tổng cái phó giao cảm nó sẽ làm tăng chức năng lên, nó sẽ làm đồng tử co nhỏ lại. Còn ngược với dây ba mà tổn thương á thì nó sẽ làm cho đồng tử giãn ra. Mình sẽ nói chung tất cả cái dây vận nhãn là dây số 3, số 4, số 6 ha, mình sẽ đi chung luôn để mình nói về cái vấn đề mà nhãn giúp cho mắt liếc qua liếc lại. Thì số 3 được gọi là vận nhãn chung, tại sao? Tại vì dây số 4 á là dây thần kinh rồng rập á, thì nó chỉ chi phối cho cơ chéo lớn thôi. Còn dây số 6 á thì chỉ chi phối cho cơ thẳng ngoại thôi. Còn tất cả các cơ còn lại thì nó sẽ chi phối do thần kinh số 3 chi phối, nên mắt sẽ được gọi là cơ thần kinh vận nhãn chung. Thần kinh rồng rập cơ chéo lớn, cái tên này nè, có mình sẽ có thần cơ thẳng trên, thẳng dưới, thẳng trong, thẳng ngoài. Cơ chéo thì sẽ có là cơ chéo nhỏ sẽ nằm phía dưới và cơ chéo lớn thì nằm phía trên. Còn cơ năng mi với cơ co đồng tử là những cơ không phải là để giúp cho mắt liếc qua liếc lại, nhưng mà cơ năng mi thì giúp cho mắt mở ra. Còn cơ co đồng tử là lấy cái mà mình nói là của phó vô cảm, nó giúp cho mắt nó co đồng tử lại đó. Thì bây giờ mình sẽ nói về các cơ mà giúp cho mắt vận nhãn bên ngoài của cơ của mắt á, giúp cho mắt liếc qua liếc lại hoặc nhìn lên xuống. Thì cơ thẳng trên, thẳng dưới, thẳng trong, thẳng ngoài thì cái tên nó ở đâu thì nó sẽ giúp mắt hướng về hướng đó. Ví dụ như thẳng trên thì nó giúp mắt liếc lên trên, cơ thẳng dưới thì giúp mắt liếc xuống dưới, thẳng trong thì cũng vậy là nhìn vô trong, và thẳng ngoài là nhìn ra bên ngoài. Còn đặc biệt cơ chéo nhỏ là cơ nằm phía dưới nhưng nó sẽ giúp cho mắt nhìn lên trên và vào trong. Còn cơ chéo lớn nó nằm bên trên nhưng nó sẽ giúp cho mắt nhìn xuống dưới và cũng vào trong luôn. Như vậy nếu như trong cái hình này thì mình khám dễ nhất là dây thần kinh bằng số 6 là nhìn ra ngoài, nó chỉ chi phối mỗi cơ là thôi. Nếu như mà cơ này liệt thì mình suy ra là có thể là dây số 6 tổn thương, thần kinh rồng đập là dây số 4 là cơ chéo lớn. Còn tất cả những nếu mà tổn thương nằm ở dây 3 thường nó sẽ gây ra tất cả cơ này yếu luôn, thì lúc đó mắt sẽ có những cái triệu chứng đặc biệt khác. Mình sẽ đi tiếp để mình nói về vấn đề đó. Rồi hồi nãy đó mình có nói nếu như mà cơ thẳng trên thì giúp, đây là cái hướng vận nhãn của mắt đó. Mấy này là cái cơ tên cơ này, ví dụ như cơ thẳng trên này thì nhấp mắt xuống lên trên, cơ thẳng dưới thì nhấp mắt nhìn xuống dưới. Lateral là cơ thẳng ngồi giúp mắt liếc ra ngoài ha. Bên này nó cũng vậy, chỉ cái đặc biệt là cơ chéo dưới nè sẽ giúp mắt, cơ chéo dưới hoặc là cơ chéo nhỏ đó sẽ giúp mắt hướng lên trên, và cơ chéo trên sẽ giúp mắt nhìn xuống dưới ha. Đây là các hướng khám vận nhãn. Mình sẽ khám, mình sẽ đưa cái tay mình hoặc lên cây bút, mấy bệnh nhân nhìn theo cái tay mình hoặc nhìn theo cây bút. Mình sẽ khám
từ trái qua phải, rồi từ trên xuống dưới ha. Hoặc là khám mình chữ H, mình khám thì người khám nhất là mình sẽ khám đưa cây bút đi ngang, sau đó mình sẽ đưa lên trên xuống dưới. Khi mà mắt nhìn theo cây bút mình khám thì lúc đó mình sẽ đánh giá luôn cái hướng nào của mắt nhìn được, hướng nào bị giới hạn, thì lúc đó mình sẽ suy được là cái cơ nào bị yếu. Rồi lúc đó từ cái cơ đó mình suy được là cái cơ đó thuộc cái dây thần kinh nào nó bị yếu ha. Như vậy thì nếu như mà tổn thương dây thần kinh số 3 sẽ làm cho sụp mi, tại vì lúc nãy là cơ dây số 3 là nó có cơ răng mi đó, nên nếu như mà thần kinh số 3 mà tổn thương thì nó gây cho sụp mi. Và giãn đồng tử thì vì lúc nãy là dây số 3 là nó có dụng là co đồng tử lại, nên nếu nghiêm liệt dây số 3 thì nó sẽ làm cho đồng tử giãn ra và mắt lé ra ngoài. Tại sao mắt lé ra ngoài? Dạ, có phải là thần kinh 3 nó chi phối cơ thẳng trong á, nhưng mà nếu mà bị tổn thương rồi thì cái cơ thẳng ngoài nó sẽ mạnh hơn nên sẽ kéo ra ngoài. Ừ, đúng rồi. Mình là hồi nãy giờ mình nói là bốn có 6 cơ đúng không? À, 4 cơ thẳng với lại 2 cơ chéo. Thì nếu như mà tất cả các cơ đó đều bình thường, đều mạnh bình thường và thần kinh đều bình thường hết thì mắt nó sẽ giữ vị trí trung gian. Nhưng nếu như mà một cơ nó yếu hoặc là một nhóm cơ nó yếu, đặc biệt là dây thần kinh số 3, không phải thực ra không phải là mỗi dây thần kinh thẳng ngoài phải đâu. À, cơ thẳng ngoài đâu mà tất cả những cơ khác nữa. Ngoài cơ rồng rập và cơ rồng rập hay được gọi là cơ chéo lớn đó, và cái cơ thẳng ngoài là do thần kinh thứ 6 chi phối, là nó lúc đó mới rất bình thường. Thì thường lúc đó mắt sẽ lé ra ngoài và nó sẽ nhìn lên trên một chút xíu, tại vì là lúc đó cơ rồng rập nó vẫn còn mạnh, nó sẽ kéo lên, đúng không? Nên lúc đó mắt lé ngoài và nhìn hướng lên trên, tại vì lúc đó chỉ có dây 6 với dây số 4 là cơ thẳng ngoài với cơ chéo lớn là nó mạnh hơn và nó kéo mắt ra phía ngoài và hướng lên trên ha. Rồi còn nếu như tổn thương thần kinh số 4 á, thì là cái thần kinh 4 là thần kinh rồng rọc chi phối cho cơ rồng rọc hay cơ chéo lớn. Cơ chéo lớn thì nó sẽ giúp cho mình nhìn hướng lên trên và vào trong. Khi mà tổn thương cơ chéo lớn á, thì nó sẽ làm cho bệnh nhân bị song thị khi nhìn xuống dưới và qua bên đối diện, bởi vì cái hướng đó là cái hướng mà của dây thần kinh số dây rồng rọc nè. Nếu như mà mình nhìn vào cái hướng đó thì cái cơ đó không kéo qua được, thì nó thể hiện rõ cái song thị khi bệnh nhân nhìn xuống dưới và qua bên đối diện, là qua bên trong á. Rồi thần kinh số 6 thì nó dễ hơn là thần kinh bằng nhãn ngoài hay cơ thẳng ngoài, thì phụ trách là giúp mắt kéo ra ngoài. Bây giờ nó không có tổn thương, nó tổn thương cái thần kinh số 6 là cái cơ thẳng ngoài nó không kéo được, thì mắt sẽ hướng vào trong, gọi là mắt lé trong nè. Dạ, anh nhờ chị nói lại giùm em cái chỗ song thị đi chị. À, cái song thị, song thị giải thích là sao hai mắt mình nó không đồng trục bình thường, hai con mắt mình nó đồng trục với nhau, hai cái nhãn cầu đó nó đồng trục với nhau, nên khi mình nhìn một hình thì mình chỉ thấy một hình thôi. Nhưng nếu như mà hai cái đồng tử, hai cái nhãn cầu nó không song song với nhau đó, thì hoặc là một con mắt nó lé trong hoặc một mắt lé ngoài, hay là hai cái mắt không đồng trục với nhau, thì nó sẽ gây ra hình ảnh khi mình nhìn một cái bút, thì nó sẽ ra hình nhòe hình thành hai cái bút. Cái kết cấu của hai con mắt mình, hai cái nhãn cầu mình nó sẽ song song với nhau. Nhưng nếu như một bên mà nó bị liệt bởi một cái cơ đó, nó sẽ kéo ngược ra, thì hai mắt nó không còn song song với nhau nữa, nó sẽ gây ra song thị. Nó song thị là nhìn một hình thành hai hình á. Bệnh nhân khai với mình là bệnh nhân sẽ thấy là ví dụ như là mình nhìn một người thành hai người á, do cái hai con mắt nó không có song song với nhau nữa. Thì đó là lý do mà khi mà mình một bên mắt mà mới tổn thương mỗi cơ đi, mỗi cơ thẳng ngoài, cơ thẳng trong đi, thì hai mắt nó không có song song với nhau nữa, thì nó sẽ gây ra hiện tượng song thị. Ví dụ như cơ thẳng trên mà nó tổn thương thì nó sẽ gây ra hiện tượng là một con mắt nó bị kéo xuống, một con mắt ở vị trí trung gian. Như vậy khi mà nhìn hình thì mình sẽ thấy một hình trên, hình dưới. Còn nếu như mà một cơ thẳng ngoài nó bị tổn thương thì một con mắt nó sẽ bị kéo vào trong, một con mắt thì nó vẫn là vị trí trung gian, thì lúc đó mình sẽ thấy một hình bên trái, một hình bên phải. Hiểu không? Tụi em hiểu cái song thị này không? Dạ, vậy là cái song thị này có thể gặp ở trong tổn thương cả ba cái dây này không chị? Đúng rồi, chắc chắn là khi mà bất kỳ một cái tổn thương nào nó gây ra ảnh hưởng đến cơ bằng nhãn, làm cho hai mắt không có bị song song với nhau, không có đồng trục với nhau đó, thì nó sẽ gây ra từ song thị. Song thị ở đây là thị lực vẫn bình thường nha, mình che từng mắt lại, bệnh nhân vẫn thấy rõ, nhưng nếu như cùng nhìn hai mắt thì bệnh nhân sẽ thấy hai hình khác nhau và lúc đó sẽ nhòe hình. Rồi ha. Còn cái khi mà cái dây số 4 thì có ghi là thần kinh số 4 là bệnh nhân song thị khi nhìn xuống dưới qua bên đối diện. Thường á, dây số 4 là cái cơ chéo dưới, nó giúp cho bệnh nhân nhìn vào trong và hướng lên trên. Nếu như mình nhìn thẳng thì thường cái chức năng của dây số 4 nó không có hiệu, nó chưa có thể hiện rõ. Nhưng nếu như mà đó lúc đó mà khi dây
dây thứ bốn tổn thương á, thì cái cơ lúc đó nó bị yếu, nhưng mà bởi vì mình nhìn theo cơ hướng thẳng thì cái cơ lồng ngực nó vẫn chưa sử dụng. Đến khi nào mình nhìn xuống dưới và mình qua bên đối diện là mình nhìn xuống dưới và mình nhìn vào trong đó, thì lúc đó cái cơ nó sử dụng và lúc nó yếu rồi thì nó sẽ hiện rõ cái sự thông thị. Tức là bình thường cái dây số 4 là nó nhìn xuống dưới và vào trong á. À, số 4 là nhìn xuống dưới đúng rồi, số 4 là cơ chế trên, cơ chế trên, cơ rồng rọc là cơ chế trên và giúp cho mắt mình nhìn xuống dưới ha, và vào trong. Rồi chị khẳng định lại, chị nói lại là dây số 4 là dây rồng rọc là cái dây cơ chế lớn là hay là cơ chế trên, nó sẽ giúp mắt nhìn xuống dưới và vào bên trong. Nên khi mà mình nhìn cho bệnh nhân nhìn xuống dưới và qua bên đối diện là nhìn vào trong mắt, thì nó sẽ giúp cho mình biểu lộ rõ cái sự yếu của cái cơ đó nhiều hơn. Lúc đó mắt mình sẽ không có đồng cực, chỉ sẽ gây được xung thị. Rồi ok, mình sẽ số 5. Hồi nãy mình học là dây 1, dây 2. 1 là thị khứu giác, số 2 là thị lực, thị giác. Số 3, số 6, số 3, số 4, số 6 là dây vận nhãn, là giúp cho mắt cử động rồi đó. Là đa số là vận động hết. Còn riêng cái dây thần kinh tâm hoa hay dây thần kinh số 5 là nó chi phối cho cảm giác là chính. Nên nhớ là thần kinh số 5 là thần kinh cảm giác, nó chi phối cho chủ yếu cảm giác vùng mặt của mình ha. Cái danh từ của nó gọi là tâm hoa, tại vì cái hình ảnh giải phẫu tụi em nhớ cái dây thần kinh tâm hoặc dây thần kinh số 5, nó có khi mới ra nó có cái hạch giáp sơ á. Cái hạch giáp sơ là cái hạch mà nó có ba cái nhánh chia ra năm 1, 2, 3 đó, thì cái nhánh nó được gọi là tâm hoa đó. Cái vùng đó nó cũng có ba nhánh gọi là tâm, nên nó có cái danh từ riêng cũng là dây thần kinh tâm hoa. Cảm giác là chính, nhưng mà nó cũng có một phần nhỏ là vận động ở đây. Vận động ở đây là chi phối cho cơ nhai. Mình khám cơ nhai bằng cách là cho bệnh nhân nghiến chặt hai cái hàm răng lại và mình sờ hai bên má, mình thấy được cái sự căng cứng của cái cơ mặt hai bên, cái cơ cắn hai bên á. Nếu như mà cái trương lực của hai bên nó bằng nhau thì lúc đó là bệnh nhân không có ghi nhận yếu cơ nhai đó. Cái dây số 5 này thì mình sẽ có một cái phản xạ và phản xạ cầm. Hồi nãy chị nói là phản xạ thì lúc nào nó cũng sẽ phải có đường hướng tâm và đường ly tâm. Hướng tâm ở đây á là dây thần, khi mình gõ một cái gì, gõ cái búa, mình gõ một búa vào trong cái cầm, thì mình gõ vào thì mình kích thích cái cảm giác ở vùng cầm, rồi dây năm nhận tiếp nhận. Sau đó thì nó sẽ có một cái phản xạ là được gọi là cái cơ nó sẽ giật lên một chút, cái cơ cầm nó giật lên một chút, thì cái phản xạ đó là cũng là của cơ năm luôn, mà nó thuộc vận động của cơ nhai. Như vậy thì dây số 5 nó cả chi phối cả vận động, cả hướng tâm và ly tâm luôn. Nó sẽ giúp cho mình khám được cái phản xạ cầm. Mình sẽ lấy cái búa mình gõ nhẹ vào cái cầm, mình sẽ thấy là cái hàm mình nó sẽ giật nhẹ. Người bình thường thì nó chỉ có phản xạ yếu thôi, là giật nhẹ thôi. Nhưng nếu như mà trong tổn thương dây thần kinh số 5 á, thì thường cái giật nó rất là mạnh, nó gây ra giật, có những trường hợp là giật vài cái nữa mới ngưng. Thì cái này thì mình sẽ nói rõ hơn khi mà đi lâm sàng ha. Bây giờ mình chỉ biết là dây 5 thì có một cái phản xạ cầm. Rồi cảm giác thì mình sẽ chia là 3 vùng, là 5-1, 5-2, 5-3. Nhớ mình khám là mình phải cảm giác nông và đau, đa số là nông và đau thôi, chứ còn cảm giác sâu á, sờ sâu là bị khớp hay là ôm thoa thì thường ở mặt mình không khám được. Mình chỉ khám được cảm giác nông, sờ nông hoặc có cảm giác đau. Thì thường mình sẽ khám từng vùng 5-1, 5-2, 5-3 và khám từng bên. Rồi đây là vùng chi phối của 5-1, là từ vùng cánh mũi ha, đi lên mắt, rồi sau đó vùng trán. Còn cái vùng gò má này là của 5-2, và từ cái vùng thái dương này đi xuống dưới cái hàm dưới thì là của chi 5-3. Nhớ là cái vùng dưới gốc hàm này là của dây thần kinh cổ nha, chứ nó không phải của dây thần kinh số 5, nó của nhánh của cảm giác của dây thần kinh cổ, của dây cổ C2, C3, rễ cổ C2, C3. Mình chỉ nhớ là mình khám cái vùng trán này, mình vẽ một cái hình, mình là đây là cái vùng 5-1, còn phía giữa, còn cái từ cái đó mình xuống dưới, mình thấy hàm dưới thì là 5-3, còn phía giữa là 5-2 ha. Đó, phản xạ cầm là ra mình lấy cái búa mình gõ vào trong cái cầm này, thì cái dây 5-1 là cái dây cảm giác của 5-3 chứ, 5-1, 5-2, 5-3, vùng 5-3 là vùng cảm giác ở cầm dưới mà. Nó sẽ đưa thông tin vào trong cái nhân cảm giác dây nằm ở thân ở cầu não, sau đó nó sẽ đưa cái thông tin lên cái nhân vận động, sau đó từ nhân vận động nó đưa ra ngoài. Đây là cái nhân cảm giác đi vào, sau đó là từ cái nhân cảm giác nó đưa xuống cái nhân vận động của dây năm, rồi từ cái dây năm nó đưa đi ra ngoài, nó chỉ hỗ trợ cơ cắn, nó giúp cho cái hàm mình nó dịch lên trên. Đó là phản xạ cầm bình thường. Ở người bình thường thì nó sẽ giật nhẹ thôi, nhưng mà nếu như nó tổn thương
hoàn toàn cái thân thân não thì nó sẽ gây ra một cái phản xạ giải phóng, nó sẽ làm tăng cương lực thì bệnh nhân giật rất là mạnh. Phản xạ cầm này là cầm án chứ không phải cầm cầm tay nha, là cầm đó, cầm của mình đó. Tiếp theo nữa là cái phản xạ giác mạc. Phản xạ giác mạc này thì mình là phải biết thêm vì tại vì cái phản xạ giác mạc này đường hướng tâm nó là của dây năm, năm này là năm một ha, năm một của mắt, nhưng mà đường ly tâm á thì nó là dây số 7, nên lát nữa mình sẽ nói khi mình học xong dây 7 thì mình sẽ nói được cái phản xạ giác mạc này. Rồi mình rồi hồi nãy chị nói là dây số 5 là dây cảm giác chi phối chủ yếu của vùng mặt, thì ngược lại dây số 7 là dây vận động chủ yếu của vùng mặt, dây số 5 là cảm giác cảm giác mặt, biết là có tê không, có mất cảm giác ở vùng mặt nào hay không. Còn dây số 7 là giúp cho mặt mình có những cái phản xạ, có những cái biểu lộ cảm xúc đó, cười nói, nó nhăn trán, nhíu mày hay là chặt những cái động, những cái cơ mặt ở trên mặt là do thần kinh số 7 chi phối, là dây thần kinh này dây thần kinh chủ yếu là vận động. Rồi thì khi mà mình khám, đầu tiên mình sẽ quan sát mặt bệnh nhân, mình sẽ quan sát mặt bệnh nhân xem thử là bệnh nhân có bị méo không, có bắt đốt sống hay không, có méo miệng qua bên phải bên trái, có mặt trán không, cái hàng lông mày nó có bị kéo lên hoặc nó bị sập xuống hay không, mắt có bị sập một bên, mắt có bị nhắm phong kính hay không. Cái dây số 7 á là cái dây chi phối cho cái cơ mắt, cơ nó giúp cho cơ vòng mi nha. Cơ vòng mi là cơ nhắm mắt á, ngược với dây 3 lúc nãy là cơ nâng mi và giúp cho mắt mở to lên. Nên nếu như mà tổn thương dây số 3 vận động thì nó sẽ làm cho mắt sụp mi, mắt mở không được. Còn ngược lại với dây số 7 là cái dây mà chi phối cho cơ vòng mi, là cái cơ giúp cho mắt nhắm lại. Nếu như liệt cái dây đó thì mắt nhắm không có kín. Nó ngược lại nha, mình nhớ chứ không lên lập sàng mình lại nhớ lộn, rồi mình lại nhớ lộn hai cái dây này. Rồi khi mình quan sát thì mình sẽ cái cơ mặt nó giúp cho mặt mình nó kéo qua bên cùng bên. Nếu như mà bên nào nó yếu thì nó làm cho bên kia nó mạnh hơn, nó sẽ kéo ngược lại. Nếu như trên lâm sàng mà miệng mình thấy mà miệng bệnh nhân nó lệch qua bên phải thì cái vấn đề là ở bên nào yếu hơn. Ví dụ như mình thấy miệng bệnh nhân mà mình chưa thấy hết, mình có nhìn mặt bệnh nhân thôi, mình thấy cái miệng nó kéo qua bên phải thì cái vấn đề nằm ở bên phải. Cái vấn đề nằm ở bên trái do cái cơ mặt bên đó nó yếu hơn, nên có thể một là cái cơ mặt bên đó yếu, hai nữa là dây thần kinh số 7 bên đó yếu. Mình có thể nhìn cái bắt đầu sớm hoặc là nhìn cái nếp má mũi, cái nếp má mũi xem nó có bị mất hay không. Bình thường sẽ nhìn kỹ sẽ có cái nếp má mũi, nếu như cái nếp nó mờ là nó không có cái cơ nó yếu quá, nó mờ hơn, nó không có hằn sâu thì thường là sâu bên kia nó lại hằn, ở bên này nó không có hằn thì chứng tỏ là bên đó mình nghi ngờ nó hơi liệt. Mình nhìn cái lông mày xem thử là nó có bị kéo lên không, cái hàng lông mày giống như cái cơ mi gì đó, cái cơ vòng mi gì đó, bệnh nhân không có nhắm kín thì thường cái lông mày bệnh nhân cũng sẽ hướng lên trên luôn. Rồi sau đó sau khi mình nhìn xong thì mình sẽ cho bệnh nhân vận động, mình sẽ nói bệnh nhân nhe răng hoặc là nhăn trán hoặc là cười huyết gió. Nhăn trán là nhìn lên trên xem có nếp nhăn trán nó có bình thường, có hai bên nó có đều hay không, hay có bên nó mắt hay không. Cái lông mày nhướng lên xem có hai bên có nhướng lên hay không, hay bên nào yếu hơn thì bên đó sẽ không có nhướng cao bằng. Hoặc là mình sẽ cho bệnh nhân nhe răng để biểu lộ rõ cái sự bắt đố sống đó. Hồi nãy mình nhìn đó thì có thể mình hơi nghi ngờ thôi, bây giờ mình cho bệnh nhân nhe răng mạnh ra thì xem thử là bên nào nó yếu hơn, nó sẽ bộc lộ, bên kia nó mạnh hơn nó sẽ kéo qua ha. Và cho bệnh nhân cười huyết gió. Rồi đó là cái vận động để mình khám cái dây số 7. Thực ra dây số 7 mình nói vận động là chính, nhưng nó vẫn có một phần nhỏ nó chi phối cho cảm giác, đó là cảm giác của 2/3 trước lưỡi và vị giác 2/3 trước lưỡi luôn, nó chi phối cho vị giác 2/3 trước lưỡi à. Rồi tiếp theo đó là một phần nhỏ của phó vô cảm, hồi nãy mình nói là dây dây sọ thì nó sẽ có là vận động cảm giác và cả phó vô cảm nữa. Thì cái dây số 7 này nó có một phần nhỏ phó vô cảm, nó sẽ tuyết nó kích thích, nó tuyết nước bọt của dưới hàm, dưới lưỡi hoặc là tuyến huệ ha. Rồi khi mà tổn thương á, đặc biệt cái dây 7 này mình sẽ phải phân biệt là tổn thương trung ương hay ngoại biên. Trong tất cả các 12 dây sọ thì cái nào cái mà dây duy nhất mà mình bắt buộc mình phải phân biệt trung ương hay ngoại biên, bởi vì trên lâm sàng nó sẽ khác nhau hoàn toàn. Nếu như mà tại vì trên cái liệt 7 trung ương á, thì nó sẽ có cái tổn thương. Khi mà liệt 7 trung ương á, thì là phía trên cái hình mình có đây, cái hình đây mình sẽ thấy phía bên phải cái màu cam này nè là bệnh nhân sẽ liệt 7 ngoại biên. 7 ngoại biên là sao, là khi mà từ cái nhân đây là cái hình tròn này là cái nhân 7 ở vùng cầu não ha. Nếu như tổn thương từ cái dây này nó đi ra từ cái nhân này, nó đi ra khỏi cái dây, nó đi cái dây nào có chi phối cho cơ mặt này, tổn thương bất kỳ cái đường nào từ cái nhân này đi ra thì nó sẽ gây ra liệt 7 ngoại biên.
Còn nếu như tổn thương ở bất kỳ từ phía nhân này đi vào trong thì sẽ gây ra tình trạng là liệt bẫy trung ương. À, liệt bẫy ngoại bi thì bệnh nhân sẽ liệt từ trên trán liệt xuống dưới lục, là bệnh nhân nhân trán không có được, nhắm mắt không có kín, miệng chu không có được, cười không có, có kéo qua miệng nó sẽ méo qua bên này đó. Còn nếu như mà liệt bẫy trung ương á thì thường chỉ bị 1/2, 1/4 đi, đây là 1/4, 1/2 dưới, 1/2 dưới của cái vùng mặt bên này thôi. Tại sao lại có cái tật khác nhau giữa trung ương và ngoại biên như vậy? Các bạn nào biết là tại sao có cái dây số 7 này nó lại có trung ương với ngoại biên không? Em chưa có học, chị giải thích cho chị. À, chưa có học hả? Dạ. Rồi, bây giờ liệt bẫy trung ương á, bởi vì cái dây, cái nhân số 7 nè, nó có hai phần là nhân bụng và nhân lưng. Bụng là được ở phía dưới, lưng là phía trên, nó có hai nhân. Thì thường á, cái nhân mà phía trên nó là nhân lưng á, nó được chi phối của cả hai bên bán cầu luôn, của cả vỏ não bên này với vỏ não bên này luôn, tức là nó chi phối cho dưới đúng không? Rồi như vậy thì nó có hai nhân, thì bên trong này đây là chi phối cho phía trên, còn bên ngoài này chi phối cho phía dưới. Thì nếu như mà tổn thương nằm ở cái vùng này đi, nó cắt đứt đi, thì dù có thì cả hai nhân này nó bị tổn thương hết, nên chắc chắn là hoàn toàn là cái đường đi này nó sẽ bị cắt đứt hết luôn, nên bệnh nhân sẽ liệt hoàn toàn nửa mặt bên này luôn, là hiểu rồi ha. Thì phải trung lực bán vào đi là từ cái vùng nhân đi ra, nếu như tổn thương nào bất kỳ cái đường này thì nó sẽ làm liệt hoàn toàn cái nửa mặt bên này luôn, tại vì cả cái dây chi phối trên nửa mặt trên đều bị tổn thương, và cả dây chi phối trên nửa mặt dưới đều bị tổn thương hết. Rồi còn nếu như mà tổn thương trung ương á, là tổn thương một là vùng vỏ não bên này nè, đây các bạn đây, đây cái màu đen này là người ta biểu thị cho vùng tổn thương này, nếu tổn thương đây thì đi ha, màu tím là vậy, cái dưới là màu tím, màu tím thì nó cắt cái đường đi của thông tin bên này, nó làm cho bên này nó bị nó không, cái màu tím này nó bị gây màu tím này ở vùng chi phối vùng dưới này. Khi mà cái phía bên nạp não này tổn thương thì cái dây màu đen này thì nó nói, nhưng mà cái dây màu tím này nó sẽ làm cho bệnh nhân liệt cái bên này, nhưng mà còn cái dây màu đen này nè thì nó được chi phối của bên đối bên, nên nó đâu có bị tổn thương đâu, nên lúc đó cái vùng mặt bên trái này, cái vùng mặt bên này phía trên này nó vẫn cử động bình thường, bệnh nhân chỉ có liệt nửa mặt bên thôi. Và lúc đó tổn thương nó sẽ đối bên với vùng bên liệt, nhưng tổn thương bên phải cho này là bên phải ha, bên này bên trái thì tổn thương bên phải nó sẽ gây liệt cái mặt dưới của bên trái này. Còn nếu như tổn thương nằm ở ngoại biên thì tổn thương với bên liệt nó sẽ cùng bên, được ha. Ví dụ như tổn thương ở đây, bên đây là cái một cái ví dụ cái mặt của bệnh nhân nè, nhìn cái hình này thì mình sẽ thấy là liệt bên nào, liệt bẫy ngoại biên bên à, liệt liệt bẫy bên nào đã, đầu tiên liệt bẫy bên nào đã, à, cái ông này nè, ông liệt bẫy bên nào? Dạ bên phải. À, bên phải, tại vì là cái miệng nó đang kéo qua bên trái mà, bên này nó mắc nếp má mũi nè, đây mấy má mũi, nếp mũi má là cái nếp này nè, nó bên này nó mắc luôn, miệng nó lại kéo qua bên này nó không có kéo ngược lại, nó yếu hơn, nên nó kéo qua bên này, nhìn đây là biết thật là bệnh nhân liệt bên này ha. Bây giờ mình coi thử là liệt hoàn toàn cái mặt luôn hay liệt một phần dưới thôi. Nếu như mà liệt hoàn toàn cái mặt thì cái nhân trán đây nhìn hai bên này, nó vẫn có nhân trán đều hai bên, cái lông mi, cái lông ngoại mày nó vẫn không có bị sập, mà mắt nó vẫn mở bình thường, hai bên mắt nó vẫn cân bằng với nhau đó. Thì nhìn cái hình này là mình đã thấy được là có vẻ như nó chỉ liệt một phần dưới này thôi, một bên dưới này thôi, thì cái liệt này là liệt được gọi là liệt bẫy trung ương bên phải ha. Nhớ nha, liệt bên nào được gọi là liệt bẫy trung ương bên phải. Còn cái đối với cái mặt của cái bệnh nhân nữ này thì mình sẽ thấy là nữ nhìn cái này mình cũng thấy được là liệt bẫy bên phải ha, nhưng mà cái này là trung ương ở bên, khi mình nhìn lên trán này mình thấy thì mắt mét đấy, cái nhân trán này nè, cái cơ này nó chắc hơn, nó mạnh hơn á, thì thường nó sẽ thể hiện cái nếp nhăn ra. Còn nếu như cơ nó liệt thì nó mắc cái nếp nhăn đi, bên này lông mày nó cũng sập xuống, mắt bệnh nhân nhắm không có kín, hoặc là nó mở to hơn bên này rồi ha, cái miệng bệnh nhân cũng sập xuống và cái miệng bên này kéo qua. Như vậy thì nhìn cái này là mình thấy được là liệt hoàn toàn cái mặt nửa mặt bên này luôn. Như vậy thì cái này được gọi là liệt bẫy ngoại biên bên phải. Dạ chị ơi, cho em hỏi là hồi nãy chị có nói là cái liệt bẫy trung ương nó chị thì nó sẽ là bị tổn thương mặt dưới nhưng mà của mặt đối bên, thì cái hình của ông này là nếu như mà ông liệt cái mặt của bên phải thì tất nhiên là ông đang liệt dây bẫy trung ương bên trái đúng không chị? À, khi mà mình dùng từ liệt bẫy á thì mình phải trên lâm sàng mình khám được là cái cơ mặt bên nó yếu. Ví dụ như cơ nội trên này là mình thấy được cái cơ bên phải nó yếu đúng không? Còn cái tổn thương trung ương á là tổn thương từ cái nhân đi lên cái vỏ não, thì cái tổn thương nó là nằm ở bên trái. Mình sẽ nói cái bên dựa vào cái cơ nó bị liệt, chứ không mình không có nói cái bên phụ thuộc vào tổn thương.
Như vậy thì căn này là liệt 7 trung ương bên phải, là cái mặt bên phải nó bị tổn thương, nhưng mà cái tổn thương, cái tổn thương thực sự nó nằm ở trong não, nó nằm ở bên trái này. Thì lúc đó mình không có dùng từ bên trái mà mình vẫn dùng từ liệt 7 trung ương bên phải. Giống như tổn thương, nhưng mà tổn thương đây, cái này là bên phải đi, thì tổn thương nằm ở bán cầu bên phải, nhưng mà cái tổn thương mặt nó vẫn ở bên trái nè. Cái cơ này vẫn yếu là cơ bên trái mà. Nên cái bên đó là mình nói về cái bên của cái bên yếu đó. Chứ còn cái tổn thương nó nằm ở đâu thì mình không có dựa vào đó để mình nói bên phải hay bên trái. Hiểu không? Mình chỉ cần nói là liệt 7 trung ương bên phải là người ta tự biết được là cái tổn thương nó nè, là phải nằm ở bên trái rồi. Dạ ha, mình chỉ nói trên lâm sàng là mình thấy yếu cơ mặt bên nào là mình nói bên đó thôi. Rồi, nguyên nhân của cái liệt 7 trung ương á, thì nãy gì nói từ trung ương là từ cái vỏ não đi tới xuống với cái thân não, cái cầu não, tới ngay cái nhân của cái dây số 7 á, thành cầu não đó, thì tới ngay cái nhân đó trở lên. Thì nếu như mà liệt tổn thương ở đó thì nó sẽ gây liệt 7 trung ương, ví dụ như là một cái tay biến mạch máu não mà nó tổn thương cái tế bào não, hoặc là một cái u não nó tổn thương trên cái đường đi của dây số 7 đó, của cái thông tin từ số 7 đi xuống đó, thì nó sẽ làm cho mình có liệt 7 trung ương. Còn liệt 7 ngoài bi là từ cái nhân đi ra, cái tổn thương ở trên cái nhân, hoặc là cái dây, từ cái dây nó đi ra trên cái đường đi cái dây đó. Mình học giải phẫu thì mình biết rồi, cái đường đi của dây 7 nó sẽ qua như là ống tay trong nè, qua cái hạch gối, ống tay trong nè, đi vào cái xương đá nè, rồi nó sẽ đi, rồi sau đó nó chi phối cho cơ mặt. Thì bất kỳ trên cái đường đi nó có thể xuất hiện cái gì chèn ép, một cái viêm hoặc là một cái ung thư xâm lấn, nó cũng gây ra yếu cái cơ liệt 7 mà đi đó. Ha. Còn cái hội chứng Guillain-Barré là cái hội chứng mà nó viêm đa dây thần kinh, thì ngoài cái liệt dây số 7 ra thì tắt còn nhiều dây khác, dây thần kinh khác, như là dây thần kinh chi phối cho tay chân, hoặc là bên mặt đối bên nó cũng yếu luôn. Thì cái này nó nằm trong hội chứng rồi, nhưng mà cơ chế nó cũng là viêm. Nên nói chung một cái tổn thương nào đó nó chèn ép, hoặc là viêm hoặc là u gì đó, nó ảnh hưởng đến cái đường đi của dây thần kinh số 7 từ cái nhân đi ra, thì nó cũng gây ra liệt 7 ngoại biên. Rồi tiếp tục đến dây thần kinh số 8, hay được gọi là thần kinh ốc tai tiền đình, tại vì nó chi phối cho cả ốc tai và tiền đình. Ốc tai thì giúp cho mình nghe, và tiền đình là giúp thăng bằng, mình đã học bài lần trước đó. Thì bây giờ mình sẽ có, bởi vì mình sẽ có hai phần ốc tai và tiền đình, nên mình sẽ, khi mình khám mình cũng khám cả hai luôn, và khám thính lực và khám thăng bằng. Hôm bữa thăng bằng mình đã nói rồi ha, bây giờ mình sẽ tập trung và nói về vấn đề thính lực là ốc tai đó. Thính lực là cái mà giúp mình nghe. Mình sẽ khám bằng cách là so sánh hai bên, có thể là cho bệnh nhân nghe bằng sử dụng rung âm thoa này, hoặc là nghe tiếng đồng hồ, hoặc là mình nói thầm bên tai, hoặc là có thể là mình ve tóc của bệnh nhân ở hai bên đó. Thì mình sẽ so sánh, mình sẽ khám từng tai và hỏi bệnh nhân là có nghe đều hai bên hay không, có bên nào yếu hơn hay không. Trong này thì nó có hướng dẫn cái cách mà khám thính lực bằng cách là cọ cái ngón tay của mình á, mình đưa hai cái ngón tay, hai tay vào trong hai trước, đúng trước hai lỗ tai, sau đó mình sẽ cọ hai ngón tay lại với nhau và hỏi bệnh nhân thử là có nghe được tiếng ồn hay không. Khám từng bên một ha, hoặc là tiếng nói thầm, mà có thể khám bằng cách rung âm thoa. Mình sẽ dùng cách rung âm thoa của 256 hertz để mình so sánh cái âm thanh của hai bên. Rồi cái nghiệm tác Weber với Ringer này thì nó sẽ giúp cho mình phân biệt được là bệnh nhân tổn thương cái thính lực mà tổn thương nằm ở cái cơ quan cảm nhận như là vành tai, ốc tai, hay là cái cảm nhận từ cái dây thần kinh ốc tai đi vào, tổn thương nằm đâu. Thì chỉ có một cái bản tóm tắt. Rồi cái hình này á, thì nó giúp cho mình biết được là cái tổn thương nằm ở đâu. Mình sẽ có hai cái loại điếc, một là điếc dẫn truyền hay là điếc tiếp nhận. Điếc dẫn truyền là sao? Điếc dẫn truyền là nếu như mà tổn thương. Rồi nếu như điếc dẫn truyền là bên trái nè, điếc tiếp nhận là bên phải nè. Điếc dẫn truyền là nếu như một cái cơ quan nào đó như là vành tai, ống tai ngoài, hoặc là một cái ốc tai, cái cơ quan ốc tai nó bị tổn thương á, nó sẽ gây ra tình trạng điếc dẫn truyền. Còn điếc tiếp nhận là điếc từ cái dây thần kinh ốc tai đi vào, cái đường đi dây thần kinh, đường tiếp nhận dây thần kinh á. Mình nghe chỉ dẫn truyền thì mình cứ nghĩ là của thần kinh, nhưng mà ngược lại nha, dẫn truyền là cái cơ quan mà nằm trong cái lỗ tai của mình á, nó giúp cho mình dẫn truyền cái âm thanh đi vào trong cái dây thần kinh. Thì nếu như tổn thương dây thần kinh thì nó sẽ gọi điếc tiếp nhận, còn tổn thương cái cơ quan mà tiếp nhận, tổn thương mỗi cơ quan đó thì cái cơ quan mà nghe của mình ở trong tai, và tay trong á, thì gọi là điếc dẫn truyền. Thì nếu như mà mình khám, khi mình khám bằng cách rung thoa, mình so sánh hai bên, mình thấy bên này, bên phải bệnh nhân, bên này là bên phải ha, về bên trái ha, bên phải bệnh nhân nghe được nhưng bên trái bệnh nhân không có nghe được, thì nó có dấu âm ở đây. Nếu như mà bên trái mình nghe, mình
đánh giá mà bệnh nhân không có nghe được thì mình sẽ đi dùng âm ở đây là không nghe, còn bên phải là nghe được ha. Như vậy thì bất thường nó nằm ở bên tay phải rồi đó, ở tay trái rồi đó. Bất thường chắc chắn là nằm bên tay trái. Bây giờ mình biết là bất thường là bên tay trái rồi, bây giờ mình biết là bất thường ở đâu, nằm ở dây thần kinh hay là nằm ở những cái cơ quan nó nghe giúp cho mình nghe. Thì bây giờ nếu như mà ở dây thần kinh đốc tai thì nó sẽ gây ra điếc tiếp nhận, còn nếu như mà ở những cái bộ phận nghe thì nó sẽ gây điếc nhận truyền. Bây giờ mình sẽ làm test Rinder là bằng cách là mình sẽ dùng cái âm hoa, mình sẽ dùng một cái âm hoa 512. Cái âm hoa này cái tần số nó sẽ cao hơn, cái tần số nó sẽ cao hơn cái tần số của cái âm hoa này rồi. Hoặc không thì mình cũng dùng một cái được, nếu như mà mình chỉ có một cái thôi, mình sẽ dùng test Rinder bằng cách là mình sẽ trung cái âm hoa, sau đó mình sẽ đặt lên cái xương chấm của bệnh nhân á, hoặc là phía sau tai á, mình sẽ nghe bình thường á thì dẫn truyền âm thanh qua khí nó sẽ tốt hơn dẫn truyền âm thanh qua xương đó. Nên nếu như mà mình cho bệnh nhân mình rung cái âm hoa, sau đó mình đặt cái âm hoa nằm ở cái sau tai á, mình hỏi bệnh nhân là có nghe không. Nếu như người ta có nghe, sau đó thì hỏi là người ta hết nghe chưa. Khi nào người ta hết nghe rồi thì mình sẽ đặt cái rung âm hoa lên ra phía ngoài trước lỗ tai bệnh nhân nè, có bệnh nhân có nghe không. Nếu như mà trong cái điếc tiếp nhận thì bệnh nhân vẫn nghe bình thường, chứng tỏ là cái dẫn truyền xương kém hơn khí là bình thường. Còn nếu như mà thằng bên này mình không có nghe được, mình thấy mình cũng không nghe luôn, thì thường đó là do dẫn truyền ha. Cái này test Weber là sao? Weber là mình sẽ rung cái âm hoa mình đặt ngay giữa đầu, hỏi bệnh nhân nghe âm thanh nó lệch qua bên nào nhiều hơn, thì những người điếc dẫn truyền thì âm thanh nó sẽ lệch qua bên trái nhiều hơn, còn cái người mà điếc tiếp nhận thì âm thanh nó sẽ nghe qua bên phải nhiều hơn. Cái này thì mình sẽ về nhà coi kỹ lại, và khi mình khám thì mình kết hợp, nếu như mà mình có được hai cái này thì mình sẽ nghĩ được điếc dẫn truyền, còn cái này là điếc tiếp nhận ha. Tiếp theo mình sẽ khám về tiền đình, thì tiền đình hôm bữa mình đã biết rồi, cũng là khám về triệu chứng chóng mặt của bệnh nhân thai là chóng mặt. Thì mình cũng nói là hôm bữa là mình nói chóng mặt là cái ảo giác của môi trường xung quanh nó quay tròn, có thể kèm theo triệu chứng buồn nôn, mà ói ha. Bệnh nhân có thể mất thăng bằng khi đi lại, nghiêng sang một bên. Rồi triệu chứng mình khám được có thể có rung giật nhãn cầu. Em mình sẽ gọi là cái rung giật nhãn cầu, cái horizontal là bề ngang, rung giật nhãn cầu theo chiều ngang, còn vertical là dạng theo chiều dọc, còn cái dạng xoay ha, rung giật nhãn cầu theo chiều xoay, hướng xoay. Rồi khám lâm sàng thần kinh tiền đình thì mình sẽ có cái biện pháp Rimmer tiền đình hay Rimmer test là hôm bữa mình đã nói rồi ha. Rồi có thể khám thêm và đi làm sao. Cái này thì nó đánh giá cái tiểu não thì tốt hơn, nhưng mà chỉ cần biết tiền đình thì sẽ có cái nghiệm pháp Rimmer test. Nghiệm pháp Rimmer test trong tiền đình sẽ dương tính. Với cái hình này mình đứng chậm chân lại rồi mình làm cho bệnh nhân mất tập trung bằng cách kéo hai tay ra, rồi sau đó đánh giá cái bệnh nhân khi mở mắt và nhắm mắt. Cái này mình nói bữa rồi. Các bệnh lý gây tổn thương thần kinh tiền đình đốc tai thì mình đầu tiên hôm bữa mình cũng nói là những nguyên nhân mà thần kinh gặp thì mình có thể chia làm 6 nhóm. Một là mạch máu, hai là u, ba là nguyên nhân á. Có bạn nào nói lại được không? Dạ hình như là mạch máu, dạ. À, mạch u, viêm, dạ viêm, dạ chấn thương, bệnh chuyển hóa. Rồi ok, rồi gì nữa? Dạ em hết nhớ rồi. Di truyền hoặc những cái khác. Ok, vậy là năm nhóm rồi. Thì cái này cũng vậy, mình cũng có mạch máu nè, độc chất là chuyển hóa đó, chèn ép hoặc u đó. Trong này thì đặc biệt là có cái bệnh Meniere, là cái bệnh mà nó ướt nội dịch trong hệ thống tiền đình đó, nó sẽ gây ra cái bệnh Meniere, bệnh nhân chóng mặt rất là nhiều kèm theo ùn tai. Những cái độc chất này có thể gây ra tình trạng là bệnh nhân sẽ tổn thương cái thần kinh ốc tai. Nên khi mà mình cho thì mình phải hỏi triệu chứng, nếu như mình khám mình cho mà bệnh nhân có triệu chứng thì bắt buộc mình phải ngưng thuốc. Rồi tiếp tục đến thần kinh số 9 hay thần kinh thiệt hầu. Cái thần kinh số 9 này á, thường nó sẽ đi đôi với dây cả dây số 10 luôn, nên thường mình khám riêng số 9 mình đã khó đánh giá riêng dây số 9, mà thường phải khám 9 10 chung với nhau. Rồi dây thần kinh số 9 á, thì mình cũng có một phần nhỏ là cảm giác, là nó chi phối cho cái cảm giác vị giác của 1/3 sau lưỡi. Hồi nãy 2/3 trước lưỡi là của gì chi phối? Đúng rồi ha, dây thần kinh số 7. Thì cái này là dây số 9 là nó chi phối cho 1/3 vị giác sau lưỡi. Một phần nhỏ nó chi phối cho cái màng nhĩ với lại ống tay ngoài nữa. Nhưng mà thường cái này cũng khó khám, và lâm sàng bệnh nhân cũng ít khi khai với mình rồi có triệu chứng gì. Mình sẽ khám phản xạ nô đi chung với dây thần kinh số 10. Khi mà liệt cả dây số 9 và số 10 thường sẽ gây cho triệu chứng của bệnh nhân là nuốt khó.
hoặc là mắc phản xạ nôn. Nên tổn thương dây dính thường phối hợp với dây số 10, 11 gây triệu chứng có thể nuốt khó hoặc mất cảm giác vùng chi phối dây số 9, vị giác 1/3 sau lưỡi ha. Có tổn thương tại nhân với tổn thương dưới nhân. Tổn thương tại nhân là những cái tổn thương mà nằm ngay trên cái nhân của vùng hành tủy á. Dưới nhân là những cái tổn thương từ cái nhân đi ra, cái dây đi ra thì thường có thể chấn thương ở vùng nền sọ. Thì dây số 9 thì thường sẽ đi kèm với dây số 10. Dây số 10 này thì là một cái dây thần kinh lớn về phó vô cảm. Nó chi phối cho cái cơ phó vô cái cảm giác phó vô cảm của những cái cơ quan nội tạng trong cơ thể mình. Một phần nhỏ nó chi phối cho vận động. Vận động đó là cùng với dây chính, nó sẽ chi phối cho vận động vùng hầu họng, vùng vòng họng á. Nên nếu như mà cái dây chính dây 10 một bên nó tổn thương á, nó xảy ra cái hiện tượng gọi là dấu vén màng, là một bên nó sẽ sụp. Đó, đầu tiên mình thấy cái vùng họng, vùng họng không? Là hai cái khẩu cái mềm nè. Ở giữa là cái lưỡi gà đúng không? Khi một bên nó liệt á thì cái lưỡi gà bên kia nó mạnh hơn, nó kéo qua và cái làm cho cái vùng màng nó sụp xuống, nó sẽ gây ra hiện tượng là dấu vén màng á. Cái vén màng bình thường cái màng là cái cổ cái mềm nó được nâng lên, khi đặc biệt là khi mình nói chữ A thì hai bên nó sẽ nâng lên, nhưng bên này nó liệt hơn, nó bị sụp xuống, cái lưỡi gà bên này nó kéo qua và bên này nó sụp xuống, nó gây ra cái hiện tượng là dấu vén màng. Rồi đó là dây số 9, số 10 phản xạ nôn. Mình sẽ khám bằng cách là mình sẽ đưa một cái que đài lưỡi cũng được, mình sẽ đưa ra phía sau thành sau họng này, chạm cái thành sau họng và khám từng bên nhé. Nếu khám từng bên chạm vô cái thành sau họng này, bình thường mình sẽ có phản xạ nôn. Ở người bình thường mình chạm vô trong cái thành sau họng thì nó sẽ gây ra cái phản xạ nôn. Còn nếu như mà ở người bất thường một bên thì một khi mình đưa vào bên đó thì bệnh nhân sẽ không có phản xạ nôn. Còn nguyên nhân thì cũng vậy, cũng là những cái trên nhân thì là những cái tổn thương mà tổn thương hai bó thắt hai bên á, cả hai bán cầu thì nó sẽ bị tổn thương, cả tổn thương cái nhân dây chính dây 10 hoặc là tại nhân là một ngay cái nhân đó ở nằm ở cái thân não đó bị tổn thương, một cái u não, một cái viêm gì đó nó gây ra cái tổn thương đó, nó gây ra yếu liệt cái vùng nhân đó. Dưới nhân là từ cái dây thần kinh đi ra, thì có thể là tại vì cái dây thần kinh nó đi trong cái nền sọ đó, một cái u mà nền sọ nó xâm lấn thì nó cũng gây ra liệt cái dây thần kinh đó. Hoặc là viêm màng não, nền là cái màng não mình nằm ở nền sọ nó viêm thâm nhiễm. Rồi dây thần kinh số 11 hay thần kinh phụ thì cơ này nó chi phối cho cơ cầu chẩm bất thang. Trên lâm sàng mình sẽ đánh giá hai cái cơ này để đánh giá được cái cơ nó yếu bên đó. Cơ cầu chẩm thì giúp cho mình quay đầu, và cơ thang thì giúp cho mình nâng vai, nên mình khám hai động tác đó mình sẽ đánh giá được yếu bên nào. Cái này mình sẽ có học kỹ lại cái vấn đề khám. Được rồi, cuối cùng là dây số 12. Dây 12 hay được gọi là dây hạ thiệt. Hạ thiệt, cái chữ thiệt là lưỡi á, nên là nó chi phối chủ yếu là cơ lưỡi. Khi mà vấn đề gì ở cơ lưỡi thì nghĩ nhiều là do dây số 12 hoặc là tại cơ đó. Khi mà mình khám, mình sẽ quan sát cái lưỡi xem bệnh nhân có bị teo cơ lưỡi không, hoặc là có rung giật bỏ cơ lưỡi hay không. Nếu như có tổn thương đó thì mình nghĩ nhiều tổn thương dây số 12 cùng bên. Đặc biệt là trong hồi nãy giờ mình nói là bên tổn thương bên nào thì cái bên kia nó mạnh hơn, nó kéo qua, nhưng mà ngược lại dây số 12 là cái dây đẩy cái cơ lưỡi chứ không phải cơ kéo. Nên nếu như mà bên đó liệt thì cái thằng bên lành nó sẽ đẩy qua bên kia mạnh hơn, nó làm cho lưỡi nó sẽ lệch về bên bệnh. Cơ lưỡi sẽ lệch về bên bệnh ha. Hồi nãy mình có cái hình đây, cái hình này đây, cái hình này. Trên cái hình này thì mình nghĩ là liệt dây số 12 bên nào? Bên phải ha. Cơ lưỡi là cơ đẩy, nên nếu như nó liệt bên nào thì cái bên kia nó mạnh hơn, nó sẽ đẩy qua. Như vậy thì liệt dây số 12 bên phải nó sẽ làm cơ lưỡi kéo qua bên đó. Nó ngược với dây số 7 lúc nãy là béo miệng, hoặc là những cái này khi nào nó yếu hơn thì bên kia nó mạnh, nó kéo qua. Còn bên này nó yếu hơn thì nó không đẩy được, nên là bên mạnh nó đẩy hơn. Thấy được cái tình trạng yếu liệt này, liệt bên phải ha. Và cái này tóm tắt lại cái vị trí của những cái dây thần kinh. Một cái nhân thần kinh nó nằm ở vị trí nào đó, nó là cái màu. Thế nên người ta nghiên cứu thì nó rõ hơn thôi, chứ mình không có đi sâu vào cái vấn đề tại sao như vậy. Thường nó sẽ cái âm thoại, cái tần số thì nó là một cái âm thoại. Nó tần số là sau khi mình kích thích vào cái âm thoại đó thì nó sẽ rung với cái tần số nhanh, như trong một giây thì nó rung bao nhiêu lần đó. Thì đó là nếu mà rung càng nhanh thì cái hệt nó càng cao, thì thôi cái tần số rung của nó không. Thì nếu như mà đánh giá thì cái này thì chắc là phải những người vật lý học ha, người ta giải thích được, nhưng mà cái đó thì người ta quy định thôi. Thực ra mình vẫn có thể khám được, nhưng mà nếu mà chính xác rõ ràng rõ ràng hơn thì mình nên theo cái người ta quy định, thì thôi.
Dạ chị, cho em hỏi cái khác biệt của cái dấu liệt beo thì cái dấu liệt beo là cái kiểu như người ta nhắm lại không có hết được con mắt thì nó còn lõi tròng trắng ra, thì nó có khác gì so với cái người ta nâng mi lên không được mà nó cũng lõi tròng trắng ra giống vậy chị? Cái con mắt mình nè, nó sẽ có một cái phản xạ, có một cái phản xạ là khi mình nhắm mắt lại, cái cơ nâng mi mình khi mình nhắm mắt lại thì cái mắt mình á, nó sẽ đi lên trên cái đồng tử của mình, cái nhãn cầu của mình nó sẽ quay ngược lại trên, nó sẽ hướng lên trên, hiểu không? Khi mình nhắm mắt lại thì cái đồng tử của mình nó sẽ chạy lên trên, cái nhãn cầu của mình nó sẽ chạy lên trên. Dạ, trong bệnh nhân liệt beo, bệnh nhân không có nhắm mắt được, nhưng mà cái phản xạ là bệnh nhân, nhưng mà cái nhãn cầu nó vẫn hướng lên trên, nên khi mình nhắm mắt bệnh nhân không nhắm được, nhưng mà khi mà nhãn cầu lên trên thì mình sẽ thấy được cái màu trắng. Đó là cái được gọi là cái đáp ứng beo trong cái liệt bảy thôi.